thật. Cái gì cũng phải có cái kỹ thuật cái chân á. Ủa không có kỹ thuật làm được đâu. Là rút cái móc này giống. Ta đưa móc qua cho mạnh á. Dạ. Thank you.
tới cái tư luôn cả nhà, hôm nay rất là nhiều chuyến nước luôn. Rồi. Nặng lắm đó nghe. Anh em né đi. Thấy không? Cái ghe nó nghiêng luôn nè. Quá nghiêng rồi. Quá nghiêng rồi. Quá ghê. Chết rồi, chết rồi. Sáng này quá trời luôn. Quá trời đã nè ơi. Quá trời luôn. Gì nào? Thôi cẩu đổ lấy gai, lựa lấy gai mà. Nước ở trong nó bong bóng. À, lên cho cả nhà xem. Nước ở đó. Xuống cái đi rồi gỡ được. Xin chào cả nhà nha. Thì sáng giờ bên em đã lấy cào xong rồi. Sáng giờ lấy ra cầu bay. Thì tối bữa cào cũng hơi dễ. Tối cào ở tầm 9 giờ nha. Thì giờ này lấy cào xong khoảng tầm 6 giờ rồi. Tại vì lúc 4 giờ là bên em mới lấy cào. Thì lấy miếng cào rất là lâu. Miếng cầu bay lấy rất là lâu. Thì miếng cầu bay nó dài lắm, 270 mét vậy đó. Sáng nay cái đục vẫn đó, cái đục có nhiều chứng nước nên vẫn chưa có sổ qua cho cả nhà xem nữa. Tí nữa thì chạy dây xong em sẽ sổ qua nha. Hôm nay thời tiết hôm nay đang mưa lâm cập luôn, thời tiết không được đẹp như cả nhà. Trời rất là âm u luôn. Đây đang chạy cái dàn dây của cái miệng cầu lết nè. Mưa lầm râm. Bầu trời khá là xấu luôn nha, không được đẹp. Okay, là nước không ạ? Thấy không?
cả nhà ơi. Đeo tay vô lửa cá thôi nào. Mấy anh em đang bút cá ra bội đi cho nó khô nước để lửa cho nó nhanh nha. Quá tốt luôn.